Xin chào cả nhà. Chào Cao Vương, chào cả nhà. Mọi người có thấy Vi không? Hello Trọng Vĩnh, chào mọi người. Ây da. Hello Quốc Huy, hello Nguyễn Tấn, hello Nghĩa Lê Thành, chào cả nhà nha. Chào anh Lận. Mọi người thấy hôm nay em trắng không? Chào bé My, chào Quốc Huy, chào mọi người. Bây giờ like cho mọi người xí xì xì thôi, xong rồi phải đi bệnh viện khám mắt. Tại vì hôm bữa hứa với mọi người là sẽ rảnh sẽ lên like với mọi người, nên thành ra là chỉ muốn hỏi mọi người là ở trên Facebook mọi người có còn thấy Vi không? Mờ hả? Có khi nào do đường truyền mạng không? Mọi người xem Vi có bị mờ không? Mắt Vi hả? Không biết nữa, giống như là chắc nhìn bậy nhiều quá hay sao, hết thấy đường rồi. Em nghe tiếng chị nói không? Mọi người nghe tiếng em nói không? My ơi, em bật tiếng điện thoại chưa? Mọi người có thấy em rõ không? Mọi người thấy em rõ không? Mờ chói chói hả? Bớt chói chưa? Hello, chào Bu. Có chói không? Sao mọi người bảo là chói? Đeo len nhiều quá nên hỏng mắt rồi. Không, Vi nghĩ là không phải đeo len đâu. Chắc đi quay á, xong rồi Vi đi livestream nè. Tiếp xúc với ánh nắng. Ủa nhầm, tiếp xúc với mấy cái đèn livestream nhiều quá nên là đây là bây giờ hết thấy đường luôn rồi. Bị chói hả? Tại mọi người không nói em thì lấy gì em chỉnh lại. Rồi, em chỉ muốn hỏi mọi người là bữa giờ mọi người có còn thấy em ở trên Facebook không? Hello, chào Hoàng Tấn Hiệp, chào mọi người. Không biết là mọi người có thấy em trên Facebook không? Chứ em không còn thấy một ai ở trên Newfeed cả. Lướt tới lướt lui chỉ có mấy bạn bán đồ online hiện trên Newfeed của Vi thôi. Còn lại là Vi không thấy được một ai cả. Nên hôm nay mới livestream để mọi người thấy Vi. Xin chào Khánh Ngọc. Xin chào Suluru. Vi chuẩn bị đi đâu? Dạ, Vi chuẩn bị đi khám mắt. Nãy giờ Vi livestream ở nhà rồi. Vi livestream cho một cái shop xong rồi. Bây giờ Vi chuẩn bị Vi đi khám mắt. Thấy em trên chỗ khác ngoài Facebook. Trên chỗ khác ngoài Facebook là ở đâu? Chắc thấy Vi ở trên Chill Garden đó đúng không? Đúng rồi, bây giờ em lên trên Newfeed là em chỉ toàn thấy mấy bạn bán quần áo thôi. Chứ ở trên Newfeed em là mất hết mọi người rồi, không còn một ai cả.
em không thể thấy mọi người luôn á. Nên thành ra là nếu như mà mọi người thấy Vi á thì mọi người hãy làm ơn vào comment giúp Vi, xong rồi Vi thấy được mọi người rồi Vi sẽ nhảy qua tường của mọi người để Vi kiếm mọi người lại nha. Chứ bây giờ hả, Vi không thấy ai cả. Xin chào anh Ngô Huỳnh Phát, nhớ Vi quá. Mọi người ơi, dạo này á là Vi làm ở trên quán Chill Garden á, Chill Garden ở 180 Nguyễn Công Trứ. Thì tối nay có anh Lưu Hoàng về hát nè. Các bạn nào rảnh á thì rủ bạn bè lên chơi. Em comment mà Vi hỏng rap buồn ghê. Không phải là chị không rep đâu, mà tại vì chị không thấy được mọi người á. Nhiều khi mọi người comment á, xong rồi tầm khoảng 6 đến 12 tiếng sau Vi mới bắt đầu Vi rep comment. Xin chào Hữu Linh. Thấy trên Instagram có tính không hả? Chào Hoàng Tấn Hiệp. Chào Đình Nam. Văn Thảo Vi. Chị còn thấy em nữa không chị? Có. À không, ý là bây giờ mọi người vào livestream của Vi á, mọi người comment á thì Vi mới thấy mọi người, chứ còn không á là bình thường là Vi không có thấy. Chào anh Nguyễn Trung Hậu. Chào Chi Kim. Chào mọi người. À đúng rồi. Những bạn fan hồi xưa của Vi báo cho mọi người một cái tin mừng, đó chính là Vi sẽ nhảy lại và chắc khoảng tuần sau đi Vi sẽ post một cái video lên đây cho mọi người, chịu không? Chứ để hả tối ngày cứ inbox kêu tôi nhảy đi ô tô ké. Mặc dù không còn nhảy trên CC Talk nữa, nhưng mà tuần sau sẽ làm một cái video nhảy up lên cho mọi người nha. Dạ. Em cảm ơn Chi Kim ạ. Em không biết Chi Kim là con gái đúng không ạ? Cảm ơn chị nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Nhảy ư, nhớ hồi CC Talk quá. Thôi, thật ra là bây giờ sau này á có rất là nhiều job muốn Vi nhảy, nhưng mà Vi không muốn nhảy tại vì làm biếng quá à. Hay em làm thêm kênh YouTube đi. Ok, vậy thì em sẽ post video lên. Tại vì á là em quay kiểu giả chiến à, buồn buồn quay à, chứ không phải là đầu tư gì hết. Nên up YouTube thì chả ai coi. Up clip nhảy với rap hả? Thôi bây giờ em rap ai nghe nữa. Bây giờ họ mấy bé 2000 trở đi ai cũng tài năng hết trơn á. Mình là mình già lắm rồi, mình không thể nào mà mình đua theo tụi nhỏ được, hiểu không? Bây giờ á mà gặp mấy đứa nhỏ mà hỏi tuổi ra nó toàn là 2004 rồi 2006 không mà thiếu điều nó muốn gọi mình bằng cô luôn rồi. Ok, bye bye anh Nghĩa Lê Thành nha. Nhảy như con dòi cho máu. Kim Chi, dạ thì bởi vì em mới hỏi cho chắc á, nhiều khi mà có mấy chị lấy nick mấy anh lên đây comment, rồi có mấy anh lấy nick mấy chị lên đây comment á, nên em gọi anh gọi chị, em không biết gọi sao cho vừa lòng mọi người luôn. Hay chị Vi quay vlog đi, không lẽ để một cái bà Vi vlog. Bà Vi vlog xong rồi lên các cháu ạ. Hôm nay bà Vi Vlog sẽ quậy một nồi bún mắm, xong rồi bà nhảy vào đó, bà nhảy set chết chi cho các cháu xem nhá. Đúng không? Ý mọi người là vậy gì? Mẹ đặt bà Vi Vlog đồ. Cảm ơn chị Kim nha. Thì cũng giống như lưu clip lại thôi, lâu lâu coi lại. Thôi anh ơi, post lên Facebook người ta còn coi, chứ post lên YouTube hả? Không ai thèm nhắc vào coi luôn. Chị có trả lời em rồi nha, Julia Nguyễn. Chị hỏi là sao ai cũng nghe được mà em không nghe được. Xong rồi bả mất tâm luôn, bây giờ bả mới comment lại. À, hello, anh Thành Tuti. Hello, chào mọi người. Trời, dạo này em tăng cân mọi người ạ. À. Em tăng chỉ có 5 ký mấy, gần 6 ký thôi. Sao xinh dạ?
Sao xinh bằng em được hả Phương Mai Thái? Hôm nay bà sẽ làm hai trái bưởi siêu to siêu khổng Không, hôm nay bà sẽ chỉ cho các cháu làm thế nào để có hai được cái răng chó như bà. Đúng không? Còn chơi liên quân hông? Còn không đâu, em mới comment là anh muốn em nhảy riêng cho anh mà em chịu trả lời. Tại chị không thấy đó. Ok luôn nha, anh Julie Nguyễn. Hôm nào em sẽ qua nhà anh, em đóng cửa phòng lại, em nhảy chết chi cho một mình anh xem thôi. Bà Vi Vlog. Đúng rồi, mai mai mốt làm bà Vi Vlog xong rồi, tập đầu tiên là sẽ chỉ các cháu làm sao có hai cái răng chó như bà, rồi tập thứ hai là sẽ chỉ các cháu là gì đó hái được hai trái bưởi thật to. Em tăng cân á, ở nhà mẹ em mừng lắm nhưng mà trong đoàn phim không ai mừng hết trơn á. Tại vì á là bình thường em như vậy nè, cái em đi quay á thì cái camera là nó nằm ngang mà nên nó sẽ to ra thêm chút xíu nữa. Má em mừng chứ không ai mừng hết trơn á. Đoàn phim kêu em giảm cân em mà không giảm, cắt vai em á. Nên thành ra là sẽ quyết tâm đi tập lại. Ta hận thôi, đừng có hận chị nữa. Hôm nào gặp nha Julie. Em mọi người ơi, bé Julie có bán sữa chua mọi người. Ai cần thì bi em bé đó nha. Hậu duệ ma cà rồng. Trời ơi, tôi đang buồn muốn chết đây. Tối nay không có bàn nè mấy bạn ơi. Bây giờ lên ngồi xíu với mọi người, chuẩn bị đi khám mắt. Bây giờ mà không khám mắt là không thấy đường được luôn. Xin chào Vương Phan. Hên hên là video lên nha. Vi mà mở lên ra là video kính cận Vi không thấy luôn. Hậu duệ ma cà rồng. Đâu, cái này đâu phải ma cà rồng đâu anh. Cái này là hai cái răng chó. Chỉ có tuổi con chó mới có được cái răng này thôi. Thôi em không có nhu cầu mua sữa chua, chị đừng bia nữa được không? Vậy em có muốn ăn mắm ruốc không? Chắc vài bữa nữa chị làm mắm ruốc á, cái xong rồi chị bán mắm ruốc, không biết có ai ăn không? Hello, xin chào mọi người, xin chào Kiệt Phạm. Mọi người ơi, em mục đích em livestream hôm nay rất là đơn giản, lên để cho mọi người còn thấy cái mặt cờ hó của em. Bởi vì lâu lắm rồi em không hề thấy mọi người ở trên news feed nên đi lên gọi gọi là sao ta? Gọi là quơ qua một cái để cho mọi người còn biết là em còn sống trên cõi đời này. Anh muốn mua sữa tươi hả? Anh Luận ơi, không có sữa tươi đâu. Cảm ơn chị Chi Kim nha. Tuổi Tuất thông minh và giỏi lắm. Không chị, không thông minh lắm đâu. Chưa kể là bị thêm cái não cá vàng nữa. Happy. Happy. Nhanh đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cục cưng nhà em. Mọi người ơi, mọi người ơi, tội nghiệp ghê, nhỏ đang ngủ. Em mập lên 5 kg thiệt mà. Tội nghiệp ghê, nhỏ đang ngủ. Vẫn còn ngủ luôn này trời. Vậy là nay đẹp rồi đó, không có đâu anh ơi. Nay em mập lắm luôn á, em mập mà ai cũng quở hết trơn luôn á. Xin chào Linh Duyệt, chim sẽ có mặt đợi đại bàng hả? Hello. Mọi người ơi, con tên là Happy. Con có chơi Facebook đó, mọi người nhớ follow Facebook con nha. Trời ơi, lên đây còn ngủ nữa nè trời. Ê, dậy chơi, Bi, Bi, Bi.
Bi dậy con, dậy. Ừ dậy. Bi ơi, trời nó ngủ thiệt nè trời. Thôi em chuẩn bị đi, 4:30 rồi. Thôi, đây là cục cưng nhà Vi á. Người nào mà muốn gặp Vi là phải bước qua sát nó. Thôi em chuẩn bị đi đây. Happy ơi, happy. Thôi chuẩn bị đi, có gì à, sẽ livestream với mọi người sau nha. Hứa tuần sau sẽ up một cái clip nhảy. Bây giờ em phải đi khám mắt đây, xong rồi tối còn đi quay nữa. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.